những gì tốt đẹp nhất, những cái điều tiên phong và những cái điều mới mẻ đối với dự án này. Và các bạn là những chiến binh, các bạn là cánh tay nối dài của chủ đầu tư, là những người mà sẽ chia sẻ những cái sản phẩm, những cái thông điệp của chủ đầu tư cũng như là những cái thông tin đến khách hàng. Vì vậy chúng tôi luôn luôn là mong muốn, chúng tôi support các bạn, chúng tôi chia sẻ, chúng tôi đào tạo, chúng tôi training cho các bạn, và chúng tôi mong rằng là chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ mang đến những cái thông tin nó chính xác nhất, chi tiết nhất, cụ thể nhất và chia sẻ cho khách hàng để khách hàng thấy được những cái giá trị của Kingfinity. Không đơn thuần chỉ là một sản phẩm bất động sản, không đơn thuần chỉ là một cái căn hộ để căn hộ cao cấp, mà hơn thế nữa là những giá trị, những sự đồng tôn và rất nhiều nữa. Thì trong buổi hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau và chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn tất cả những điều đấy. Và để bắt đầu cho cái phần training của chúng tôi thì chúng tôi sẽ mời các bạn xem một đoạn phim video clip để giới thiệu về dự án. Xin mời anh. Sự phát triển vượt mục kinh tế giả. Kingfinity với cái tên gọi như vậy thì nó mang cái ý nghĩa gì? Bởi vì mỗi một dự án khi mà chủ đầu tư đưa đặt ra cái tên gọi thì nó đều có cái ý nghĩa của nó. Vậy Kingfinity có ý nghĩa gì? Vâng, Kingfinity có nghĩa là đem lại một cái nguồn năng lượng mới, một cái hình ảnh mới cho một thành phố mới. Và cái tiêu chí của chúng tôi muốn là người đi tiên phong, mang đến những cái điều mới mẻ cho một thành phố mới của tương lai. Và điều mới ở đây đó là gì? Nó là tất cả mọi mặt, về cả từ kiến trúc, về từ concept sản phẩm, về từ những cái tiêu chí bên trong, về mặt kỹ thuật, cũng như là những công năng, những chức năng của tòa nhà, và rất nhiều những tiện ích, rất nhiều những cái điểm mới và những cái điểm khác biệt ở dự án này. Và một lát nữa thôi thì anh Linh sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn, và chúng ta sẽ thấy được rằng cái mà tôi nói điểm mới ở đây nó là cái gì, và đó chính là những cái key để khi mà các bạn nói khách hàng thì các bạn có thể chia sẻ với khách hàng của mình, và là những key chốt deal nhé. Vâng, và chúng ta đều biết là theo dòng của lịch sử thì có thể nói là cái tên Thủ Đức này của chúng ta đã tồn tại hơn 150 năm tuổi rồi. Và Thủ Đức thì trước đây là cái vùng đất thuộc huyện Mai An, tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai. Và sau rất nhiều những cái thay đổi, sau rất nhiều những cái biến thiên của lịch sử thì nơi này đã được cắt ra, sáp nhập, và sau đó thì đã được nhập vào tỉnh Gia Định, là một phần của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Và cái tên Thủ Đức này thì được lấy từ tên hiệu của một người gọi vui là ông Thủ Đức, hay có tên thật tên hiệu là ông Tạ Dương Minh hay là ông Tạ Huy, là người đã có công lao để tạo ra cái chợ Thủ Đức, hay là một cái công lao rất là lớn đối với cái vùng đất này từ năm 1679 đến năm 1725. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là thành phố Thủ Đức của chúng ta ngày nay đã có một cái giá trị văn hóa, một cái giá trị lịch sử rất là lâu đời và tồn tại hơn 150 năm. Vì thế có thể nói rằng là Thủ Đức ngày xưa của chúng ta như thế nào? Thủ Đức ngày xưa thì bởi vì là có một cái vị trí tiệm cận với Sài Gòn, vì thế cho nên là Thủ Đức mang những cái cá tính rất là đặc thù, hay mọi người gọi vui là một vùng nửa chợ nửa quê. Và cái tính cách nửa chợ nửa quê này nó thể hiện qua rất là nhiều phương diện. Ở đây thì chúng ta thấy được là những cái khu vườn ăn trái, vườn cây cao su, những mái nhà tranh vắt đất, hay là những cảnh vật rất là bình dị. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy là Thủ Đức sở hữu những nhà máy kỹ nghệ có thể nói là hàng đầu tại thời điểm bấy giờ. Và tôi xin kể ra một vài cái tên, ví dụ như là nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy nước Đồng Nai, hay là nhà máy nhiệt điện Thủ Đức. Và ngoài ra khi nhắc đến thành phố Thủ Đức thì người ta cũng nhắc đến có thể gọi là một cái khu sân sau của Sài Gòn tại thời điểm bấy giờ, là một cái tụ điểm ăn chơi giải trí của các tài tử giai nhân Sài Gòn thời xưa, trong thời đặc biệt là trong thời kỳ Pháp thuộc. Vì thế nên người ta có một cái gọi là chợ Thủ Đức năm canh thúc đủ. Ngoài ra thì chúng ta còn biết đến Thủ Đức là một cái vùng đất của văn hóa, bởi vì ở đây tồn tại rất nhiều những cái di tích, những chùa chiền, thánh thất, hay là những cái đình miếu cổ kính, và đặc biệt là không thể bỏ qua được những giá trị về mặt giáo dục. Thì thành phố Thủ Đức là có đầy đủ tất cả những cái trường từ cấp tiểu học cho đến cấp đại học.
Vậy thì một cái vùng đất của văn hóa, của lịch sử, của giáo dục như vậy thì ngày nay Thủ Đức như thế nào? Vâng, ngày nay Thủ Đức đã có một sự trở mình và lột xác vô cùng ngoạn mục với cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh chóng. Có thể nói rằng là Thủ Đức của chúng ta thì là một cái khu vực bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức của chúng ta thì luôn luôn có thể nói rằng so sánh với các khu vực khác thì luôn thu hút được cái sự đầu tư, đặc biệt là đầu tư bất động sản nổi bật hơn so với các khu vực khác. Và đây cũng được coi là một cái khu vực rất là trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và được thành phố đầu tư một cách rất là bài bản, rất là mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Và để có thể thấy rằng là thành phố Thủ Đức nó không đơn thuần chỉ là chúng ta thay đổi đi một cái tên. Bởi vì sao? Bởi vì là một cái đề án mà lập thành phố Thủ Đức đã được phê duyệt thì thành phố Thủ Đức có thể thấy là chúng ta cần tạo ra một cái sự khác biệt. Trong clip vừa rồi thì có nói rất là rõ là thành phố Thủ Đức tạo ra khác biệt điểm gì để hình thành nên một đô thị năng động, một đầu tàu kinh tế mới không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà còn là của cả khu vực. Vì vậy cái sự thay đổi của Thủ Đức nó phải là sự thay đổi cả về chất và lượng chứ không chỉ là đơn thuần là sự thay đổi của cái tên. Và chúng ta có thể đi qua sơ bộ là chúng ta thấy một số những thông tin cơ bản của thành phố Thủ Đức mà chúng tôi nghĩ là các bạn ở đây đều biết rồi. Thành phố Thủ Đức thì được thành lập trên cơ sở là 3 quận là quận 2, quận 9 và Thủ Đức là trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và thành phố Thủ Đức có diện tích hơn 211 km2, dân số hơn 1 tỷ. Với cái tên gọi như vậy thì nó mang cái nghĩa gì? Bởi vì mỗi một dự án khi mà chủ đầu tư đưa đặt ra cái tên gọi thì nó đều có cái ý nghĩa của nó. Vậy King Grand Infinity có ý nghĩa gì? Vâng, King Grand Infinity có nghĩa là đem lại một cái nguồn năng lượng mới, một cái hình ảnh mới cho một thành phố mới. Và cái tiêu chí của chúng tôi muốn là người đi tiên phong mang đến những cái điều mới mẻ cho một thành phố mới của tương lai. Và điều mới ở đây đó là gì? Nó là tất cả các mặt, về cả từ kiến trúc, về từ concept sản phẩm, về từ những cái tiêu chí bên trong, về mặt kỹ thuật, cũng như là những công năng, những chức năng của tòa nhà và rất nhiều những tiện ích, rất nhiều những cái điểm mới và những cái điểm khác biệt ở dự án này. Và một lát nữa thôi thì anh Lê sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn và chúng ta sẽ thấy được rằng cái mà tôi nói điểm mới ở đây nó là cái gì. Và đó chính là những cái key để khi mà các bạn có khách hàng thì các bạn có thể chia sẻ với khách hàng của mình và là những key chốt deal đấy ạ. Vâng, và chúng ta đều biết là theo dòng của lịch sử thì có thể nói là cái tên Thủ Đức này của chúng ta đã tồn tại hơn 150 năm tuổi rồi. Và Thủ Đức thì trước đây là cái vùng đất thuộc huyện Mai An, tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai. Và sau rất nhiều những cái thay đổi, sau rất nhiều những cái biến thiên của lịch sử thì nơi này đã được cắt ra, sáp nhập và sau đó thì đã được nhập vào tỉnh Gia Định là một phần của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Và cái tên Thủ Đức này thì được lấy từ tên hiệu của một người gọi vui là ông Thủ Đức, hay có tên thật tên hiệu là ông Tạ Dương Minh hay là ông Tạ Huy, là người đã có công lao để tạo ra cái chợ Thủ Đức, hay là một công lao rất là lớn đối với cái vùng đất này từ năm 1679 đến năm 1725. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là thành phố Thủ Đức của chúng ta ngày nay đã có một cái giá trị văn hóa, một cái giá trị lịch sử rất là lâu đời và tồn tại hơn 150 năm. Vì thế có thể nói rằng là Thủ Đức ngày xưa của chúng ta như thế nào? Thủ Đức ngày xưa thì bởi vì là có một cái vị trí tiệm cận với Sài Gòn, vì thế cho nên là Thủ Đức mang những cái cá tính rất là đặc thù, hay mọi người gọi vui là một vùng nửa chợ nửa quê. Và cái tính cách nửa chợ nửa quê này nó thể hiện qua rất là nhiều phương diện. Đi ở đây thì chúng ta thấy được những cái khu vườn ăn trái, vườn cây cao su, những mái nhà tranh vắt đất hay là những cảnh vật rất là bình dị. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là Thủ Đức sở hữu những nhà máy kỹ nghệ có thể nói là hàng đầu tại thời điểm bấy giờ. Và tôi xin kể ra một vài cái tên, ví dụ như là nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy nước Đồng Nai hay là nhà máy nhiệt điện Thủ Đức. Và ngoài ra khi nhắc đến thành phố Thủ Đức thì người ta cũng nhắc đến có thể gọi là một cái khu sân sau của Sài Gòn tại thời điểm bấy giờ, là một cái tụ điểm ăn chơi giải trí của các tài tử gia nhân Sài Gòn thời xưa, trong thời kỳ pháp thuộc. Vì thế thì người ta có cái cơ hội là
đủ. Ngoài ra thì chúng ta còn biết đến Thủ Đức là một cái vùng đất của văn hóa, bởi vì ở đây tồn tại rất nhiều những cái di tích, những chùa chiền, thánh thất hay là những cái đình miếu cổ kính, và đặc biệt là không thể bỏ qua được những giá trị về mặt giáo dục. Thì thành phố Thủ Đức là có đầy đủ tất cả những cái trường từ cấp tiểu học cho đến cấp đại học. Vậy thì một cái vùng đất của văn hóa, của lịch sử, của giáo dục như vậy, thì ngày nay Thủ Đức như thế nào? Vâng, ngày nay Thủ Đức đã có một sự trở mình và lột xác vô cùng ngoạn mục với cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh chóng. Có thể nói rằng là Thủ Đức của chúng ta thì là một cái khu vực bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức của chúng ta, thì luôn luôn có thể nói rằng so sánh với các khu vực khác thì luôn thu hút được cái sự đầu tư, đặc biệt là đầu tư bất động sản nổi bật hơn so với các khu vực khác. Và đây cũng được coi là một cái khu vực rất là trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, và được thành phố đầu tư một cách rất là bài bản, rất là mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Và để có thể thấy rằng là thành phố Thủ Đức nó không đơn thuần chỉ là chúng ta thay đổi đi một cái tên. Bởi vì sao? Bởi vì là một cái đề án mà lập thành phố Thủ Đức đã được phê duyệt, thì thành phố Thủ Đức có thể thấy là chúng ta cần tạo ra một cái sự khác biệt. Trong clip vừa rồi thì có nói rất là rõ là thành phố Thủ Đức tạo ra khác biệt điểm gì để hình thành nên một đô thị năng động, một đầu tàu kinh tế mới, không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà còn là của cả khu vực. Vì vậy cái sự thay đổi của Thủ Đức nó phải là một sự thay đổi cả về chất và lượng, chứ không chỉ là đơn thuần là sự thay đổi của một cái tên. Và chúng ta có thể đi qua sơ bộ là chúng ta thấy một số những thông tin cơ bản của thành phố Thủ Đức mà chúng tôi nghĩ là các bạn ở đây đều biết rồi. Thành phố Thủ Đức thì được thành lập trên cơ sở là 3 quận, là quận 2, quận 9 và Thủ Đức là trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và thành phố này, thành phố Thủ Đức có diện tích hơn 211 km², dân số hơn 1 triệu người, chiếm khoảng 10% diện tích và 10% dân số của thành phố Hồ Chí Minh. Và có thể thấy rằng với cái vị trí trung tâm của thành phố sáng tạo khu đông Sài Gòn thì Thủ Đức đứng trước rất nhiều những cơ hội và có rất nhiều tiềm năng để thay đổi được diện mạo của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của khu vực. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua một số những cái phân, đi qua 6 phân vùng khu chức năng của thành phố Thủ Đức. Thì có thể thấy khu đầu tiên là khu Trường Thọ, là trái tim của thành phố Thủ Đức, và nơi đây được định hình sẽ là một cái đô thị tương lai với những cái ý tưởng rất là độc đáo và mang tính cách mạng rất là nhiều về mặt công nghệ. Thứ hai là khu công nghệ cao định hướng thành cái trung tâm sản xuất tự động hóa, là ngôi nhà của nền công nghiệp thế kỷ 21. Tôi nghĩ là cái phần này ạ, cái slide này các bạn không cần phải chụp đâu, bởi vì là sau đó thì chúng tôi sẽ gửi lên cho Vera, và Vera sẽ gửi cho tất cả các bạn, thì cái hình ảnh nó sẽ được sắc nét và nó sẽ chuẩn hơn, nên là các bạn không cần phải chụp hình đâu. Thứ ba là đến khu Đại học Quốc gia, có thể nói là một cái quần thể, một cái nôi của giáo dục và đào tạo trong một cái trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Thứ tư là khu tài chính Thủ Thiêm, là sẽ trở thành tầm nhìn và trở thành một cái trung tâm công nghệ tài chính cho toàn bộ khu vực. Khu Rạch Chiếc là trung tâm về thể thao và sức khỏe của Đông Nam Á. Và khu Tam Đa là trung tâm công nghệ sinh thái và khu đô thị có cái khả năng chống chịu cao. Vậy thì sau đây tôi xin điểm qua một vài những cái thông tin về thị trường khu đông của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể thấy rằng là các bạn là những cái người mà rất là sát thị trường, rất là sát với khách hàng, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là từ quý 1 của năm 2021 thì thị trường Hồ Chí Minh có thể thấy là đang được dẫn dắt bởi những cái phân khúc hạng sang và hạng cao cấp, đúng không ạ? So với cái phân khúc trung bình, phân khúc trung cấp thì chiếm 41%, trong đó thì phân khúc hạng sang đứng thứ hai là chiếm 39%, và phân khúc cao cấp thì chiếm 20%. Về vị trí thì có thể nói rằng là những cái sản phẩm, những cái dự án của khu đông thì vẫn chiếm ưu thế về nguồn cung lên đến 47%, khu nam thì chiếm 36%, khu tây 14%, và khu trung tâm của chúng ta thì có khoảng 3%.
một thành phố của nhiều năm tuổi, là một thành phố có những giá trị về mặt văn hóa, giá trị về mặt lịch sử, giá trị về mặt giáo dục. Tuy nhiên, có thể nói rằng là tất cả những điều đó nó vẫn có một cái nét bình dân gắn liền trong cái tâm trí của nhiều người về thành phố Thủ Đức, và thực sự là nó vẫn có thể nói là tầm vóc của khu vực này vẫn còn chưa được khẳng định. Vậy thì với cái tầm vóc đó, với cái tiềm năng đó, với những cái giá trị tương lai đó thì Thủ Đức của chúng ta đang thiếu điều gì ạ? Vâng, và Thủ Đức của chúng ta có thể nói là chúng ta đang thiếu đi một biểu tượng. Nếu như ở quận 1 chúng ta có Vitexco, nếu như ở bên cạnh chúng ta có Landmark 81 là tòa nhà cao nhất, là một tòa nhà hiện đại, vậy thì ở Thủ Đức chúng ta đang thiếu đi một biểu tượng có thể nói là xứng tầm với vị thế, xứng tầm với những cái giá trị và tương lai, xứng tầm với tất cả những cái tiềm năng và tất cả những cái điều như tôi vừa phân tích với các bạn. Vậy thì có thể nói rằng là với cái tầm nhìn và những cái mong muốn là mang những cái giá trị, mang những cái điều tiên phong, xây dựng nên những cái công trình mang tính chất biểu tượng, không đơn thuần chỉ là các sản phẩm bất động sản, không đơn thuần chỉ là những dự án hay những căn hộ, mà hơn hết chúng tôi muốn xây dựng nên những biểu tượng, chúng tôi muốn là người đi tiên phong, chúng tôi muốn là người xây dựng nên những dấu ấn, xây dựng nên những giá trị và xây dựng nên những cái biểu tượng độc tôn. Vì thế sự xuất hiện của kinh Grand Infinity, đó chính là sự xuất hiện của kinh Grand Infinity. Và ở đây thì có mấy câu là tái định nghĩa chuẩn sống sang, dẫn đầu xu thế. Vậy thì thế nào là tái định nghĩa chuẩn sống sang, dẫn đầu xu thế? Như tôi vừa nói với các bạn là với mục tiêu là để xây dựng nên một cái công trình biểu tượng tại thành phố Thủ Đức, thì kinh Grand Infinity hứa hẹn là sẽ góp phần thay đổi cái diện mạo, thay đổi đi cái vị thế của Thủ Đức, để tái định nghĩa một cái chuẩn mực sống mới, cũng như là tái định nghĩa về cái vị thế, về cái thị hiếu đầu tư hay là thị hiếu của những khách hàng muốn an cư, muốn lạc nghiệp ở tại đây. Thì có thể nói rằng là định nghĩa chuẩn sống sang mới nó là như thế nào? Định nghĩa chuẩn sống sang mới là như thế nào? Thì đối với cá nhân tôi, định nghĩa chuẩn sống sang mới đó là một cái nơi để cho chúng ta có thể nói là một cái nơi để gọi là thăng hoa về mặt cảm xúc. Nó không chỉ đơn thuần là một cái căn hộ như những cái dự án khác, mà ở tại đó nó là nơi để cảm xúc được thăng hoa, được nâng niu. Những cái người dân khi mà an cư ở đây thì có thể nói rằng là cái sức khỏe được bảo vệ trong cái không gian được gọi là được đầu tư một cách rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp, rất là chuẩn chỉnh bằng tất cả những cái tâm huyết của chủ tư. Và tôi sẽ xin phải nhấn mạnh lại là cái sản phẩm này thực sự nó là tâm huyết, nó là đứa con tinh thần mà chúng tôi đã đặt rất là nhiều những tâm tư vào đây để muốn mang những cái giá trị, những cái điều tốt đẹp nhất cho khách hàng của mình. Vì vậy khi mà các bạn là những chiến binh, các bạn là những chuyên viên kinh doanh chia sẻ, chuyên viên tư vấn, tôi muốn nói các bạn là chuyên viên tư vấn chia sẻ cái sản phẩm này cho khách hàng, thì hơn hết chúng ta tôi mong muốn rằng là không chỉ đơn giản là các bạn chia sẻ những thông tin về dự án, mà các bạn thực sự là phải hiểu, phải tìm tòi, và các bạn đặt cái tâm của mình vào đó. Các bạn thật sự yêu sản phẩm. Khi các bạn yêu sản phẩm, khi các bạn tin tưởng vào sản phẩm, tin tưởng vào chủ tư và những giá trị mà chúng tôi muốn mang lại cho khách hàng, thì thực sự tôi nghĩ là lúc đó các bạn mới thực sự có thể bán hàng được thành công. Và các bạn giống như tôi vậy, tôi luôn luôn cảm thấy rất là tự hào về cái sản phẩm của chúng tôi làm. Và tôi cũng mong muốn là tôi truyền tải tới cái tình yêu, tôi truyền tải sự tự hào đối với các bạn, đến với các bạn, và các bạn là những người sẽ chia sẻ tất cả những điều đấy với khách hàng, để khách hàng người ta hiểu, người ta tin tưởng, cũng như là người ta thấy được những giá trị mà chủ tư muốn mang lại, đúng không ạ? Các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý. Vâng, vậy thì kinh Grand Infinity có thể nói là nó là một cái luồng gió mới cho cái phân khúc bất động sản cao cấp tại khu vực Thủ Đức nói riêng, hay như là thành phố Hồ Chí Minh nói chung, và cũng như là thiết lập lại cái gọi là cái chuẩn mực căn hộ cao cấp, và mang tới cho những khách hàng thượng lưu một cái sự lựa chọn, có thể nói là một cái sự lựa chọn an cư và hoàn hảo với những giá trị tốt nhất. À,
và cái dẫn đầu xu thế. Tại sao ở đây mà chúng tôi lại nói là dẫn đầu xu thế? Bởi vì tôi chia sẻ với các bạn là cái dự án này của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái điểm nhấn, rất nhiều những cái mà chúng tôi gọi là cái đầu tiên. Thì cái điểm nhấn và những cái dẫn đầu xu thế đó, một chút nữa tôi thấy anh sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái phần tiện ích để các bạn thấy được là ở dự án này của chúng ta có những điểm nhấn gì và những cái gì thì cái đầu tiên. Như tôi lấy ví dụ thôi, ví dụ như là về mặt kiến trúc thì có thể chúng tôi về mặt kiến trúc thì có thể nói là cái lấy cảm hứng từ cái thiết kế kiến trúc giải tỏa gọi là Queen of the Curve của Zahan ấy, thì cái thiết kế kiến trúc của tôi nó cũng là vượt lên trên những cái khuôn mẫu của những cái thiết kế thông thường. Cái thứ hai là có thể nói rằng là cái phố đi bộ trong nhà cũng là cái điểm nhấn của dự án này. Một chút nữa các bạn có thể thấy ở trong cái hình ảnh về cái phố đi bộ trong nhà của chúng tôi là chúng tôi đã kết hợp giữa cây xanh, giữa hộ cảnh quan, giữa thác nước và có một cái vườn treo trên không, có thể nói là một cái thiết kế nó rất là độc đáo và nó rất là mới lạ hơn so với các dự án khác trên thị trường. Và cái thứ hai mà tôi muốn nói là đến là cái gọi là BMU mà các bạn có nhìn thấy trong cái clip vừa rồi của chúng ta. BMU là gì? Tiếng Anh có nghĩa là Building Maintenance Unit, tức là nó là một cái thiết bị để bảo trì cái tòa nhà cao cấp. Thì có thể nói rằng là cái dự án này của chúng tôi đầu tư đến hai cái BMU. Nó làm gì? Nó để giúp cho cái mặt ngoài của tòa nhà nó luôn sáng bóng và nó làm gia tăng thêm cái tuổi thọ của cái tòa nhà này, đảm bảo cái chất lượng của công trình. Và cái thứ ba mà tôi muốn nói cũng là một cái điểm nổi bật, đó là tại cái dự án này của chúng ta thì cái tầng hầm của dự án có cái tiêu chuẩn thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy thì có thể nói là cao gấp 1,5 lần tiêu chuẩn của những cái tòa nhà hiện đại khác, giúp cho cái cự ly về mặt thoát hiểm ngắn hơn cũng như là mang lại một cái sự an toàn nhiều hơn cho những cái dân cận cư dân, những cái khách hàng ở đây. Vậy thì ở slide này là chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa với các bạn về cái tầm nhìn kiến tạo vượt trên mọi giới hạn, là tâm huyết lớn lao dành cho một thành phố của tương lai là được phát triển bởi BCG Land. Và chỉ có thể nói rằng là tôi vẫn nhấn mạnh từ lúc nãy giờ tôi chia sẻ với các bạn rất là nhiều là BCG Land của chúng tôi luôn luôn là định hướng để phát triển nên những cái công trình mang dấu ấn vượt trên những cái ranh giới thông thường, vượt trên và tái định nghĩa lại cái chuẩn mực sống, xây dựng nên những cái biểu tượng và có thể nói là muốn thay đổi cái diện mạo của khu vực. Vậy thì đối với tất cả những cái tâm huyết đó, đối với tất cả những cái sự nhiệt huyết đó và cái tầm nhìn đó thì chúng tôi mong muốn rằng là các bạn sẽ truyền tải và các bạn sẽ thẩm thấu và hiểu tất cả những cái thông điệp của chúng tôi để truyền tải tới khách hàng. Vâng, và sự xuất hiện của Tinh Quang Infinity đã khẳng định một thị vị thế mới của thành phố Thủ Đức. Biểu tượng độc tôn kết nối hoàn mỹ thì có thể nói đây là một cái slogan, một cái câu mà tôi rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là nói đến cái câu chuyện về biểu tượng độc tôn thì có thể nói là với cái quy mô khoảng gần 1,3 hecta với hai tòa, hai block cao 30 tầng với cái tên là Apollo và Artemis, thì như chúng tôi đã nói, chúng tôi kỳ vọng là chúng tôi muốn kiến tạo nên, chúng tôi muốn xây dựng nên một cái công trình biểu tượng độc tôn của thành phố Thủ Đức và có thể nói là hứa hẹn góp phần thay đổi cái diện mạo của thành phố Thủ Đức và đưa khu vực này trở thành một cái trung tâm, một cái tâm điểm mới của thị trường bất động sản. Thì đó là cái đầu tiên mà chúng tôi muốn nói về biểu tượng độc tôn. Và cái thứ hai là kết nối về mặt hoàn mỹ thì có thể là nói là nằm ở một cái vị trí vô cùng đẹp, một cái tọa độ kim cương ngay cái trục đường sông sống, trục đường huyết mạch của Văn Ngân, với sở hữu một cái hệ thống tiện ích từ ngoại khu đẳng cấp cũng như là nội khu, ví dụ như là trung tâm tài chính Thủ Thiêm hay là hệ thống đại học quốc gia vân vân, hoặc khu công nghệ cao, thì có thể nói rằng là cái dự án hay bản thân nó về cái vị trí của nó đã là quá đẹp ạ. Có thể nói là đối với sản phẩm bất động sản, các bạn vẫn biết rồi, cái điều gì tiên quyết của sản phẩm bất động sản theo các bạn? Vị trí, đúng không ạ? Vị trí và vị trí, đó là cái điểm đầu tiên, là cái yếu tố đầu tiên rất là quan trọng
của cái sản phẩm của dự án bất động sản. Vậy thì ở đây chúng tôi vừa có những cái điều, chúng tôi vừa có những cái điểm nhấn để tạo ra sự độc tôn của sản phẩm, chúng tôi vừa có kết nối về mặt ngoại khu và những cái hệ thống tiện ích nội khu vô cùng hoàn mỹ. Và có thể nói là tại dự án này thì cũng có thể nói với các bạn một điều nữa là kết nối hoàn mỹ nó sẽ không chỉ là về mặt vị trí mà nó còn là một cái kết nối của rất nhiều những giá trị, kết nối về mặt lịch sử, kết nối về mặt văn hóa, kết nối về mặt cộng đồng, và vừa giữ những giá trị của lịch sử, những giá trị của văn hóa, mà đâu đó chúng tôi có những cái giá trị của cái cuộc sống hiện đại văn minh ở trong cái dự án này, để có thể nói là giúp cho tất cả các hoạt động của trung tâm thành phố Thủ Đức cũng như là những cái khu vực lân cận dự án một cái cuộc sống nó phồn vinh hơn và náo nhiệt hơn. Vâng, và slide này thì một lần nữa nhấn mạnh về cái biểu tượng độc tôn kết nối hoàn mỹ, thì có thể nói rằng đó là một cái biểu tượng xứng thẩm tầm vị thế và sở hữu một cái tọa độ vàng ngay trung lực của Võ Văn Ngân, thì đó là một sự kết nối hoàn mỹ của những giá trị về mặt quy hoạch hiện đại, chất lượng sống chuẩn mực để hình thành nên một cái cộng đồng hạt nhân ưu tú. Vâng, và đây là vị trí của dự án. Đến các bạn, dự án này của chúng ta sở hữu tọa độ kim cương và dễ dàng di chuyển đến các trọng điểm, trong đó thì 10 phút đến quận 2, 15 phút đến trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, 10 phút đến làng đại học, tiếp cận tiếp giáp kế cận với các trường học và có 3 mặt hướng sông, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vị trí của dự án này là vô cùng đắc địa. Vậy thì ở đây, với dự án này của chúng ta tập trung rất nhiều những điểm mạnh, tập trung rất nhiều yếu tố từ sự hiện đại, từ cái cuộc sống hiện đại, từ niềm kiêu hãnh, và ở đây sẽ là những cái khách hàng, những cái chủ nhân vô cùng là thông thái, thành đạt, và với một cái tầm nhìn quốc tế và rộng hơn nữa thì có thể nói rằng là ở cái dự án này là sự kết nối và sự tổng hợp của rất nhiều những giá trị của sự kết nối về mặt dân sinh. Đây là một hình ảnh tầng gánh nặng ở tầng thứ 13. Ở dự án này của chúng ta sẽ là sự tổng hòa của... Vâng, và đây là một cái hình ảnh có thể nói là một cái view rất là đẹp. Các bạn có thể cảm nhận được ngay trong chính căn hộ, khách hàng ngay trong chính căn hộ của mình. Vào đêm giao thừa chúng ta có thể nhìn thấy view landmark, chúng ta có thể nhìn thấy giao thừa, chúng ta có thể nhìn thấy pháo hoa. Khi ngồi cà phê ở cái tại tầng đấy của chúng ta thì thực sự có thể nói rằng đây là một cái view triệu đô ạ. Đây là hình ảnh cái phát sát của cái tòa tháp đôi biểu tượng của tôi nói, là chúng ta sẽ có 5 tầng, hồi đấy 5 tầng và 25 tầng nội. Chúng tôi sẽ gửi về cho ERA để các bạn hoàn toàn có thể có những cái hình ảnh, có những cái tài liệu cũng như là những cái materials, tức là những cái chất liệu marketing để các bạn có thể đăng tải trên các cái phương tiện truyền thông, cũng như các bạn có thể gửi cho khách hàng để khách hàng có những cái hình dung, cũng như là khách hàng biết thêm được về cái sản phẩm mà khách hàng sẽ sở hữu. Và về thiết kế thì có thể nói là chúng ta có hai tòa như tôi vừa nói, cao 30 tầng, đó là tòa Apollo và tòa Artemis. Apollo thì có thể tòa Apollo Tower thì là một cái sự chuẩn mực, một sự mạnh mẽ, một cái sự quyết liệt đầy sáng tạo. Trong khi đó thì tòa Artemis là một cái sự thanh thoát, cái sự nhẹ nhàng, một sự tinh tế. Thì có thể thấy rằng là ở cái dự án này chủ tư đã kiến tạo nên rất nhiều những cái giá trị môn màu cho cái sản phẩm và cho cái thiết kế. Và có thể là chúng tôi đã đầu tư một cách vô cùng bài bản, vô cùng chuyên nghiệp với rất nhiều những cái đơn vị tư vấn nước ngoài, thì một lát nữa anh Linh chia sẻ với các bạn nhiều hơn.
Vâng, và vừa rồi thì là một vài những cái thông tin để thấy được cái tầm nhìn của chủ tư, để thấy được cái tâm huyết cũng như là những gì mà chúng tôi muốn mang lại, chúng tôi muốn cắm gửi các cái sản phẩm vào cái dự án này. Và để đi sâu thêm những cái thông tin về tổng quan, về dự án, về tiện ích, về công năng của dự án, về cơ cấu của dự án, và đặc biệt là để chia sẻ với các bạn vì sao các bạn nên bán sản phẩm này và vì sao khách hàng nên sở hữu cái căn hộ cao cấp tại đây, hay là cái khác là cái unique selling point, tức là cái key của dự án này là gì, là như thế nào, thì bây giờ tôi sẽ xin mời anh Linh sẽ chia sẻ tiếp theo. Okay, thì